Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với top 7 đề thi về bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng thường được ra trong các kỳ thi. Sau đây là đề bài 1. Phân tích khổ 1, 14 câu thơ đầu bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Tây Tiến là bài thơ tiêu biểu nhất của hồn thơ Quang Dũng và là một trong những bài thơ hay nhất trong số những bài viết về đề tài người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Với sự kết hợp tài tình giữa bút pháp hiện thực và cảm hứng lãng mạn, bài thơ đã khắc họa chân thực cuộc sống và chiến đấu đầy gian khổ, sự hy sinh anh dũng và vẻ đẹp hào hoa, hào hùng của người chiến sĩ Tây Tiến. Bức chân dung người lính Tây Tiến oai hùng, lẫm liệt hiện lên rõ ràng qua 14 câu thơ đầu của bài thơ. Bài thơ được viết năm 1948, lúc cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta gặp muôn vàn khó khăn. Không những phải chiến đấu nơi rừng núi hiểm trở, người lính Tây Tiến còn phải đối diện với sự thiếu thốn về quân trang, quân dụng, lương thực và thuốc men. Thế nhưng, bằng tất cả sức mạnh của lý tưởng yêu nước, người lính đã kiên cường bám trụ địa bàn, sống lạc quan tin tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫu có mất mát hy sinh. Tất cả được Quang Dũng ghi nhận trong bài thơ vừa hào hùng vừa hết sức bi tráng. Sự kết hợp giữa cảm hứng lãng mạn và bút pháp hiện thực đã tạo ra chất bi tráng rất đặc biệt cho 14 câu thơ đầu bài thơ, đem đến những sắc màu và âm hưởng mạnh mẽ, hào hùng cho sự hy sinh, mất mát của người chiến sĩ Tây Tiến. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là nỗi nhớ, nhớ đồng đội thân yêu, nhớ đoàn binh Tây Tiến, nhớ bản Mường và núi rừng miền Tây, nhớ kỷ niệm đẹp một thời trận mạc. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Mở đầu bài thơ là một tiếng gọi làm nao lòng người. Nỗi nhớ thương, nỗi nhớ như nén chặt, bỗng trào dâng. Sông Mã không chỉ là một địa danh mà nó còn là một chứng nhân lịch sử trong suốt chặng đường hành quân. Tây Tiến cũng không chỉ là tên một đoàn quân mà nó đã trở thành một người bạn, một người tri kỷ bấy lâu. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, như chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ với bao bâng khuâng hụt hẫng và nuối tiếc. Âm ơi như ngân vang ra từ vách đá của núi rừng Tây Bắc, ngân vang trải dài đến đâu mang theo tâm tư tình cảm của Quang Dũng lan ngấm thấm tràn đến đó. Từ ơi bắt vần với từ láy chơi vơi, làm cho âm điệu câu thơ trở nên mênh mang chơi vơi. Từ phủ Lưu Tranh, ông nhớ dòng sông Mã, nhớ núi rừng miền Tây, nhớ đoàn binh Tây Tiến, một đơn vị bộ đội đã hoạt động tại vùng rừng núi miền Tây Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, biên giới Việt-Lào trong những năm đầu kháng chiến. Bao kỷ niệm đẹp một thời chinh chiến bỗng sống dậy. Những tên bản, tên Mường của rừng xưa núi cũ yêu thương hiện về, bỗng trở nên gần gũi thân thiết làm sao xuyến hồn người chiến sĩ. Sải khao xương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Sải khao Mường Lát là những địa danh bản làng xa xôi hẻo lánh mà lính Tây Tiến đã hành quân qua hoặc đã có những phút giây ngơi nghỉ. Sải khao là mảnh đất lắm sương nhiều khói, sương che lấp đường đi, sương phủ kín bóng người, sương như tấm áo choàng bảng làng trùm lên con sông, ngọn suối, sườn đèo. Ta nghe đâu đây giữa núi rừng hiểm trở treo leo có những hơi thở mệt mỏi của những chàng trai đất Hà Thành nhọc nhằn trên từng chặng đường hành quân. Thế mà với trái tim nhạy cảm, tình yêu tha thiết với mảnh đất và con người Tây Bắc, họ như nghe từng hơi thở, nhịp đập, thậm chí là cái khe khẽ trở mình của cỏ cây hoa lá trên đất Mường Lát khi màn đêm buông xuống. Ngày nối ngày, đêm nối đêm, trải qua bao dãi dầu, đoàn quân mệt mỏi giữa cái biển sương mù của núi rừng miền Tây. Đoàn quân mỏi tưởng như bị lấp đi, bị chĩu xuống trong mệt mỏi gian truân, nhưng thật bất ngờ bỗng xuất hiện hoa về trong đêm hơi. Cái mỏi mệt, cái gian khổ như đã tiêu tan. Sáu thanh bằng liên tiếp diễn tả cái nhẹ nhàng, cái lâng lâng trong tâm hồn người lính trẻ đi tới đích sau những chặng đường dài hành quân đầy thử thách. Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Có thể nói Quang Dũng như một phóng viên lìa ống kính để mở ra trước mắt người đọc một thước phim về rừng núi hiểm trở mà treo leo. Dốc lên khúc khửu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng người trời. Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Các từ lấy thăm thẳm khúc khửu heo hút
được lựa chọn và sử dụng như những nét khắc, nét vẽ có giá trị tạo hình đặc sắc, làm hiện lên những dốc, những cồn mây mà nhà thơ và đồng đội phải vượt qua trong những tháng ngày áo vải chân không đi lùng giặc đánh theo Hồng Nguyên. Cả câu thì có 5 chữ mang thanh chắc: dốc lên khúc khửu, dốc thăm thẳm, nhằm nhấn mạnh cuộc hành quân của đoàn quân Tây Tiến đi qua địa bàn đèo dốc quanh co, lên cao mãi, vô cùng khó khăn khốc liệt. Có câu thơ gồm 2 vế tiểu đối: bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ Tây Tiến được đo bằng ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, núi tiếp núi, đèo nối đèo, hết lên cao lại xuống thấp, đoàn quân đi trong mù sương, trong màn mưa rừng. Dường như câu thơ có sự chuyển động, càng để ra hai phía là núi cao chất ngất lưng trời, ngực sâu thăm thẳm khôn cùng, để lại khoảng trống về một Tây Bắc dữ dội, huyền bí như một ẩn số đối với con người. Từ những đỉnh cao ngàn thước, các chiến binh dõi tầm mắt nhìn xa, những bản mường, những nhà sàn thấp thoáng ẩn hiện. Câu thơ thất ngôn, toàn thanh bằng, gợi tả cảm xúc tươi vui, lâng lâng thanh thản, dâng lên trong tâm hồn người lính trẻ, rất lạc quan yêu đời, khi dõi nhìn về xa, qua màn mưa rừng. Nhà ai pha luông mưa xa khơi? Cảnh vật bỗng trở nên nửa thực nửa ảo, chập chờn như trong cõi mây, chất lãng mạn như phủ kín cảnh vật. Đó là sản phẩm của một họa sĩ ẩn trong tâm hồn một thi sĩ. Súng người trời là một cách cảm nhận rất ngộ nghĩnh, mang đậm chất lính. Một chút tiếu táo của người lính giữa chốn đèo cao càng làm cho họ trở nên đẹp đẽ hơn, như minh chứng cho cái ý chí, sức mạnh phi thường và khao khát chinh phục. Sự trắc trở hiểm nguy của thiên nhiên còn được diễn tả một cách gân guốc: chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mừng hịch cọp trêu người. Cảnh hiểm trở treo leo nhưng đâu có tĩnh lặng thanh bình. Với những từ oai linh gầm thét, thác nước như một sức mạnh thiêng liêng đầy quyền uy, đầy đe dọa, và những con hổ đi lang thang hoành hành ngang dọc, coi mình là chúa tể của núi rừng, làm cho cảnh rừng núi thêm rùng rợn ghê sợ. Chiều chiều rồi đêm đêm, thiên nhiên dữ dội gầm thét, và những hiểm nguy luôn rình rập như thể trêu người. Thiên nhiên hùng vĩ mà kỳ tráng, con nét bút của Quang Dũng đã trở nên khắc nghiệt, khó khăn và đầy những hiểm nguy. Và vì chiến tranh, vì rừng thiêng nước độc, cho nên rất nhiều chiến sĩ, rất nhiều đồng đội đã phải bỏ mình nơi đó, bỏ lại tuổi trẻ và những ước mơ dở dang. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục bên súng mũ bỏ quên đời. Bỏ quên đời chỉ là cách nói nhằm giảm nhẹ sự mất mát, tang thương khi người lính lìa trần. Nhưng hình ảnh sử dụng rất đắt là hình ảnh gục lên súng mũ. Ta chợt nhớ đến dáng đứng của anh giải phóng quân về sau trong thơ Lê Anh Xuân. Anh ngã xuống trong khi đang đứng bắn, máu anh tuôn theo lửa đạn cầu vồng. Dáng đứng của anh giải phóng quân mãi mãi đi vào lòng người dân trong kháng chiến chống Mỹ, thì dáng ngã xuống, gục xuống của anh lính Cụ Hồ hẳn sẽ không phai mờ trong tâm hồn của Quang Dũng, của đoàn quân Tây Tiến và của những người tham gia kháng chiến. Gục lên súng mũ cũng là cách nói nhẹ và cũng là cách nói của những người thanh niên trí thức lúc bấy giờ. Người lính ra đi nhưng đồng đội của anh lại tiếp bước. Đang nói đến cái rùng rợn bí hiểm của rừng già, nhà thơ bỗng nhớ lại một kỷ niệm ấm áp tình quân dân. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Trong gian khổ thiếu thốn, người ta càng nâng niu càng quý trọng nghĩa tình. Hình ảnh những nổi cơm lên khói, những mùa màng thơm nếp xôi và đặc biệt là em biểu tượng cho người dân Tây Bắc hiện về trong cảm xúc nhà thơ, vừa tự nhiên vừa tinh tế. Sự xuất hiện của những hình ảnh này khiến cho đoạn kết của khổ thơ có sức bay bổng. Đoạn thơ ấm lại trong tình quân dân mặn nồng, hai câu cuối gieo vào tâm hồn độc giả một cảm xúc ấm nóng. Cái ấm nóng của tình người, đây chính là chất lãng mạn bay bổng của đoạn thơ, và nó như một nét vẽ tươi sáng của bức tranh. Đoạn thơ là sự phối kết hợp hài hòa giữa bút pháp hiện thực và lãng mạn. Cả đoạn thơ như một bức tranh thủy mặc cổ điển, được phác thảo theo lối tạo hình phương Đông. Quang Dũng là một họa sĩ, ông có tài chấm phá trong việc phác thảo cảnh vật. Quang Dũng đã xây dựng một đài kỷ niệm trong thơ cho thiên nhiên Tây Bắc và người lính Tây Tiến. 14 câu thơ trên đây là phần đầu bài Tây Tiến,
một trong những bài thơ hay nhất viết về người lính trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Bức tranh thiên nhiên hoành tráng, trên đó nổi bật lên hình ảnh chiến sĩ can trường và lạc quan, đang dấn thân vào máu lửa với niềm kiêu hãnh, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Đoạn thơ để lại một dấu ấn đẹp đẽ về thơ ca kháng chiến mà sự thành công là kết hợp hài hòa giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Nửa thế hệ đã trôi qua, bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng ngày một thêm ý nghĩa. Hết bài 1. Sau đây là đề bài 2. Phân tích khổ 2 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng có thể nói là một trong những bài thơ thành công nhất về đề tài người lính. Toàn bài đã in đậm dấu ấn tài hoa, lãng mạn, phóng khoáng của hồn thơ Quang Dũng. Với tài năng và tâm hồn ấy, nhà thơ đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến mang một vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi tráng trên nền cảnh thiên nhiên núi rừng miền Tây hùng vĩ tráng lệ. Bài thơ này giống như miền ký ức của tác giả về binh đoàn Tây Tiến. Không chỉ có những ngày tháng gian khó với đèo cao thác dữ, mưa rừng thú dữ, sương mù, mà trong miền ký ức của nhà thơ còn có cả ánh sáng của những đêm liên hoan tưng bừng và cảnh sắc buổi chiều êm ả mông lung nơi núi rừng Tây Bắc. Tất cả những điều đó đã được Quang Dũng tái hiện thành công qua khổ thứ hai của bài thơ. Bốn câu thơ đầu tiên như mở ra thế giới khác biệt nơi miền Tây. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên chăn xây hồn thơ. Hình ảnh đuốc hoa được hiểu là cây nến thắp lên trong phòng tối đêm tân hôn, nhưng ở trong câu thơ đầu, đuốc hoa ấy lại mang nghĩa là ánh sáng của đêm liên hoan. Dù hiểu theo nét nghĩa nào, nó vẫn tạo ra không khí ấm cúng, gợi lên niềm vui, niềm hạnh phúc của những chiến sĩ. Tư bừng ở đây vừa là ánh sáng của đuốc hoa, ánh sáng của lửa trại, vừa là màn cất giọng của những tiếng khèn, tiếng hát, tiếng cười nói rộn rã của mọi người. Tư bừng ấy ta đã bắt gặp trong thơ của Tố Hữu khi người thanh niên trẻ đã giác ngộ lý tưởng đảng. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Điểm chung của sự bừng của Quang Dũng và Tố Hữu là trước nó mang một màu u tối và sau nó là ánh sáng ngập tràn. Có thể hình dung đêm hội mà Quang Dũng đang kể lại trong bốn câu thơ này giống như một đám cưới tập thể. Từ kìa em ở câu thơ thứ hai thể hiện được sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của những chàng lính Tây Tiến trước vẻ đẹp của những cô gái vùng cao trong trang phục xiêm áo lộng lẫy kiêu sa cùng dáng vẻ e ấp đậm chất thiếu nữ. Nhà thơ đã phát hiện ra vẻ đẹp tỏa sáng của cô gái bằng cả niềm yêu, sự say đắm đến cảm phục, từ vóc dáng cho đến trang phục. Chính trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa của các thiếu nữ Tây Bắc càng tôn vinh lên vẻ đẹp của họ. Vẻ đẹp ấy đã khiến nhà thơ phải thán phục đến ngạc nhiên. Hình ảnh em trở thành hạt nhân của cả bức tranh đêm hội với vẻ đẹp xứ lạ phương xa. Có thể nói, bốn câu thơ đầu của khổ 2 đã xua tan đi cảm giác mệt mỏi, đẩy lùi những vất vả, gian khó của những người chiến sĩ. Thay vào đó là niềm lạc quan, yêu đời, nâng bước họ mạnh mẽ hơn trên con đường hướng về viên chăn xây hồn thơ. Từ đó, người đọc cảm nhận được rằng, dù trong những phút giây vui vẻ, những người chiến sĩ vẫn hướng về lý tưởng cách mạng cao cả. Nếu ở bốn câu thơ trước là khung cảnh đêm đuốc hoa, thì ở bốn câu thơ sau là khung cảnh thiên nhiên Tây Bắc trong buổi chiều sương. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có thấy dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Hình ảnh thiên nhiên Tây Bắc được hiện ra theo chiều hướng nhẹ hóa. Cái dữ dội khốc liệt của thác dữ bị đẩy lùi đi, thay vào đó là những hình ảnh nhẹ nhàng và thơ mộng. Hình ảnh chiều sương đã cho người đọc thấy được nét đặc trưng vốn có ở nơi đây. Chiều sương ấy dường như là một điều gì đó mơ hồ không thực, nhưng nó gợi lên màu sắc bảng làng mờ ảo mà mang đậm nỗi buồn man mác. Đại từ ấy làm rõ nghĩa cho hình ảnh chiều sương, nó thật đặc biệt đến nỗi trở thành kỷ niệm khiến lòng người bâng khuâng. Đoạn thơ này mang đậm màu sắc của hội họa, cái thực của khí trời Tây Bắc kết hợp với cái mờ ảo của sương khói đã tạo nên một miền cổ tích riêng biệt. Có lẽ chất họa sĩ của Quang Dũng đã ăn vào thơ ở đoạn này. Chỉ với một vài nét chấm phá, nhà thơ đã làm cho cái hồn của cảnh vật và con người được hiện lên một cách sinh động và cuốn hút.
Hình ảnh cây lau trong câu thơ thứ 3 dường như không còn chỉ là cây lau vô tri vô giác nữa, mà nó có linh hồn của riêng mình, hồn lau. Hồn lau gợi cảm giác hoang vắng, tĩnh lặng, giàu chất thơ sâu lắng, vừa có chút gì đó ma mị của bức tranh thiên nhiên. Giữa không gian thiên nhiên nên thơ của vùng núi rừng Tây Bắc, hình ảnh con người hiện ra với vẻ đẹp khỏe khoắn, bất khuất, kiên cường. Có nhớ dáng người trên độc mộc. Điệp ngữ có thấy có nhớ, luyến láy như chạm khắc vào lòng người một nỗi nhớ da diết, cháy bỏng khôn nguôi. Dáng người ấy có thể là hình ảnh uyển chuyển mềm mại của những cô gái bản địa đưa các chiến sĩ vượt sông. Cũng có thể là hình ảnh của những người lính Tây Tiến chèo chống con thuyền để vượt sông vượt thác dữ, tiến về phía trước. Tất cả những hình ảnh ấy để lại cho nhà thơ những ấn tượng khó phai nhòa. Từ lấy đong đưa được sử dụng rất gợi cảm ở câu thơ cuối. Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Cánh hoa rừng như đang quyến luyến con người, nó như bàn tay vẫy chào người lính tiễn họ vượt sông đi đánh giặc. Đoạn thơ đã để lại dấu ấn đẹp đẽ về thơ ca kháng chiến, mà thành công nhất là sự kết hợp hài hòa giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn bên cạnh các yếu tố nghệ thuật. Có thể nói, với ngôn ngữ mộc mạc giản dị mà đậm chất lãng mạn hào hoa, Quang Dũng đã tái hiện lại khung cảnh con người trong đêm liên hoan, nơi doanh trại và cả khung cảnh chiều sương nơi núi rừng Tây Bắc. Với từng nét vẽ mềm mại uyển chuyển, nhà thơ đã vẽ nên một thế giới của cái đẹp. Đây cũng là đoạn thơ bộc lộ rõ nhất sự tài hoa lãng mạn của Quang Dũng trong cả bài thơ. Hết bài 2. Sau đây là đề bài 3. Phân tích khổ thơ thứ 3, bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Có người từng nói, thơ chỉ tràn ra khi trong ta cuộc sống đã tràn đầy. Thật đúng là như vậy. Chiến tranh đã đi qua, hòa bình lặp lại. Vậy mà ở vùng Tây Bắc ấy lại khơi gợi cho Quang Dũng một nỗi nhớ da diết khôn nguôi. Phải chăng nơi đây đã đọng lại trong tác giả nhiều kỷ niệm? Chính vì nỗi nhớ ấy đã thổi hồn cho ông viết nên bài thơ Tây Tiến. Người lính Tây Tiến qua ngòi bút của Quang Dũng hiện lên thật nhiều khó khăn, gian nan, ta có thể thấy được qua khổ thơ thứ 3. Tây Tiến đoàn binh không màu tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm, mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài, vừa viết văn vừa làm thơ, vẽ tranh soạn nhạc. Thơ ông phóng khoáng, lãng mạn, tài hoa. Bài thơ Tây Tiến được sáng tác ở Phủ Lưu Chanh năm 1948, khi ông chuyển sang hoạt động ở đơn vị khác và nhớ về đơn vị cũ. Tuy đã chuyển hoạt động sang ở nơi khác, nhưng những hình ảnh về vùng đất, con người nơi cũ vẫn luôn thường trực trong sâu thẳm tâm trí ông. Tây Tiến lúc mới ra đời đã bị cấm lưu hành. Qua thời gian, nét độc đáo, sáng tạo, cái hay trong thơ hiện rõ. Chính vì vậy mà nó đã được đưa vào sách giáo khoa ngày nay. Điều kiện thời tiết vùng Tây Bắc rất khắc nghiệt, nó ảnh hưởng trực tiếp đến người lính hành quân nơi đây. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm. Không mọc tóc có thể hiểu là thời tiết ảnh hưởng, bị sốt rét làm đau đớn thân xác người lính. Tác giả nói không mọc tóc chứ không phải không mọc được tóc, chứng tỏ nó được coi như người lính cạo chọc đầu để dễ dàng cho việc chiến đấu, chứ không phải do bệnh tật để giảm đi sự đau thương đối với người đọc. Quân xanh màu lá, nếu sự thật trần trụi là do bệnh sốt rét gây nên, thì Quang Dũng lại cho rằng đó là màu xanh của lá cây hóa thân cho người lính để giặc khó nhận ra. Tuy khó khăn chồng chất, bệnh tật liên miên, nhưng qua lăng kính của tác giả, đoàn binh hiện lên với sự yêu đời không quản gian nan. Cho dù chịu nhiều khó khăn gian khổ, nhưng nó không làm cho người lính Tây Tiến nguôi đi tình cảm lãng mạn của mình. Hai câu thơ tiếp theo miêu tả nét đẹp cũng như sự mạnh mẽ của con người. Mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Dù ngày đêm đánh giặc, nhưng tâm hồn của những người lính luôn trong trạng thái mộng mơ. Cái mộng họ gửi qua biên giới, nơi vẫn còn đầy bóng giặc thù, đó là cái mộng giết giặc để lập công danh. Mắt chừng gợi sự mạnh mẽ, đầy nội lực, quyết tâm vì dân tộc. Ở đâu đó trong họ vẫn luôn tồn tại một nỗi căm thù giặc sâu sắc.
Đoàn binh Tây Tiến chủ yếu là học sinh, sinh viên người Hà Nội, là thủ đô văn hiến, là cả trái tim của Tổ quốc. Chính vì thế, họ lấy đó làm động lực chiến đấu. Dáng kiểu thơm chính là nét đẹp thanh lịch thướt tha của con gái Hà Nội, cũng là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Nét đẹp của quê hương đã thúc giục người lính chiến đấu đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ từng nét đẹp nơi họ sống. Đó là động lực lớn để tinh thần chiến đấu thêm mạnh mẽ. Hình ảnh dáng kiểu thơm là vầng sáng lung linh trong ký ức, nhưng cũng là thứ giúp cho họ tìm được sự cân bằng, tìm được sự thư thái trong tâm hồn sau mỗi chặng đường hành quân vất vả. Ra biên cương là chấp nhận đối mặt với hy sinh, biết đi là sẽ chết, vậy mà các anh vẫn xung phong ra trận với hy vọng sẽ đem chiến thắng trở về. Giải rác biên cương mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Biết bao nhiêu anh hùng đã ngã xuống ở nơi biên cương. Chiến tranh nó luôn tồn tại song song với chết chóc. Tuy vậy, tinh thần xung phong ra trận vẫn luôn sôi nổi. Tuổi xuân là độ tuổi đẹp nhất, là thời gian đẹp nhất của cuộc đời mỗi người. Nhưng các anh cũng đành gác lại để đặt nhiệm vụ Tổ quốc lên trên hết, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Những tình cảm đôi lứa, những cái tôi vị kỷ đều gạt sang một bên. Những người chiến sĩ vẫn nối tiếp nhau tầng tầng lớp lớp lên đường, đi để bảo vệ từng đồng lúa, mùa ngô, bảo vệ nhịp đập con tim của toàn dân tộc. Tiếp nối âm hưởng bi tráng, hai câu thơ cuối đã tô đậm thêm sự mất mát hy sinh, thể hiện cái chết cao đẹp, cái chết bất tử của người lính. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Quang Dũng dường như đã khóc khi viết đến dòng thơ này. Đây chính là cái chết, nhưng tác giả đã nói giảm nói tránh để giảm bớt sự đau thương mất mát cho người ở lại. Thời gian chiến tranh là khoảng thời gian thiếu thốn, nghèo khổ của toàn dân tộc ta. Áo bào thay chiếu vì người hy sinh quá nhiều, họ chỉ được quấn chiếc áo bào trên vai để về với đất mẹ. Anh về với đất nghĩa là anh đã thực hiện xong nghĩa vụ quang vinh của mình, và giờ đây anh hóa thân cho dáng hình xứ sở. Câu thơ cuối miêu tả tiếng gầm của sông Mã như loạt đại bác rền vang, vĩnh biệt những người con yêu của giống nòi. Bằng việc sử dụng những bút pháp nghệ thuật như nói giảm nói tránh, hoán dụ, ẩn dụ, Quang Dũng đã khắc họa lại một đoàn binh Tây Tiến với nhiều vẻ đẹp khác nhau. Họ đẹp về cả hình dáng, mạnh mẽ, từ ánh mắt đến tính cách và cả sự hy sinh cao cả. Tất cả vì lòng yêu Tổ quốc, mong muốn được sống trong hòa bình và hạnh phúc, không tồn tại những đau thương mất mát. Đoạn thơ này có nhạc, có họa, vừa bi hùng lại vừa kiêu hãnh. Những hình ảnh khắc họa đoàn quân Tây Tiến trở thành một hoài niệm khó quên của một thời kỳ lịch sử hào hùng. Hết bài 3. Sau đây là đề bài 4. Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Thiên nhiên núi rừng Tây Bắc thơ mộng trữ tình là thế, nhưng ẩn sau đó là vẻ hoang sơ với đầy những hiểm nguy đang rình rập. Trước cảnh hùng vĩ của non nước, hình tượng người lính Tây Tiến của Quang Dũng hiện lên như một tượng đài bất diệt, mang vẻ đẹp vừa hùng tráng vừa tài hoa lãng tử của những người con Hà Thành. Bài thơ Tây Tiến đã tái hiện chân thực lại sự tàn khốc của chiến tranh, những gian lao vất vả mà người lính phải trải qua trên chặng đường kháng chiến. Thế nhưng chưa bao giờ họ lùi bước trước khó khăn thử thách. Những người lính vĩ đại ấy vẫn sống lạc quan, yêu đời và chiến đấu anh dũng kiên cường. Toàn bộ bài thơ là một nỗi nhớ. Tác giả nhớ về cuộc sống gian khổ, nhớ về kỷ niệm những đêm liên hoan, về cái âm u hoang dã của rừng núi, và in đậm nhất là nỗi nhớ của người lính Tây Tiến. Nổi bật trong tác phẩm là cảm hứng lãng mạn và bi tráng của từng câu thơ. Mở đầu tác phẩm là nỗi nhớ miên man trải dài. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Mở đầu bài thơ là một tiếng gọi làm nao lòng người. Nỗi nhớ thương, nỗi nhớ như nén chặt, bỗng trào dâng. Sông Mã không chỉ là một địa danh mà nó còn là một chứng nhân lịch sử trong suốt chặng đường hành quân. Tây Tiến cũng không chỉ là tên một đoàn quân mà nó đã trở thành một người bạn, một người tri kỷ bấy lâu. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, như chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ với bao bâng khuâng hụt hẫng và nuối tiếc. Ấm ơi như ngân vang ra từ vách đá của núi rừng Tây Bắc,
ngân vang trải dài đến đâu, mang theo tâm tư tình cảm của Quang Dũng lan ngấm thấm tràn đến đó. Từ ơi bắt vần với từ láy chơi vơi, làm cho âm điệu câu thơ trở nên mênh mang chơi vơi. Từ phủ Lưu Tranh, ông nhớ dòng sông Mã, nhớ núi rừng miền Tây, nhớ đoàn binh Tây Tiến, một đơn vị bộ đội đã hoạt động tại vùng rừng núi miền Tây Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, biên giới Việt-Lào trong những năm đầu kháng chiến. Bao kỷ niệm đẹp một thời chinh chiến bỗng sống dậy. Những tên bản, tên mường của rừng xưa núi cũ yêu thương hiện về, bỗng trở nên gần gũi thân thiết, làm sao xuyến hồn người chiến sĩ. Sải khao xương lớp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Sải khao Mường Lát là những địa danh bản làng xa xôi hẻo lánh mà lính Tây Tiến đã hành quân qua hoặc đã có những phút giây ngơi nghỉ. Sải khao là mảnh đất lắm sương nhiều khói, sương che lấp đường đi, sương phủ kín bóng người, sương như tấm áo choàng bảng làng trùm lên con sông, ngọn suối, sườn đèo. Ta nghe đâu đây giữa núi rừng hiểm trở treo leo có những hơi thở mệt mỏi của những chàng trai đất Hà Thành nhọc nhằn trên từng chặng đường hành quân. Thế mà với trái tim nhạy cảm, tình yêu tha thiết với mảnh đất và con người Tây Bắc, họ như nghe từng hơi thở, nhịp đập, thậm chí là cái khe khẽ trở mình của cỏ cây hoa lá trên đất Mường Lát khi màn đêm buông xuống. Ngày nối ngày, đêm nối đêm, trải qua bao dãi dầu, đoàn quân mệt mỏi giữa cái biển sương mù của núi rừng miền Tây. Đoàn quân mỏi tưởng như bị lấp đi, bị chĩu xuống trong mệt mỏi gian truân. Nhưng thật bất ngờ, bỗng xuất hiện hoa về trong đêm hơi. Cái mỏi mệt, cái gian khổ như đã tiêu tan. Sáu thanh bằng liên tiếp diễn tả cái nhẹ nhàng, cái lâng lâng trong tâm hồn người lính trẻ đi tới đích sau những chặng đường dài hành quân đầy thử thách. Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Có thể nói, Quang Dũng như một phóng viên lìa ống kính để mở ra trước mắt người đọc một thước phim về rừng núi hiểm trở mà treo leo. Dốc lên khúc khửu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng người trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Các từ láy thăm thẳm, khúc khửu, heo hút được lựa chọn và sử dụng như những nét khắc, nét vẽ có giá trị tạo hình đặc sắc, làm hiện lên những dốc, những cồn mây mà nhà thơ và đồng đội phải vượt qua trong những tháng ngày áo vải chân không đi lùng giặc đánh theo Hồng Nguyên. Cả câu thì có 5 chữ mang thanh chắc: dốc lên khúc khửu dốc thăm thẳm, nhằm nhấn mạnh cuộc hành quân của đoàn quân Tây Tiến đi qua địa bàn đèo dốc quanh co lên cao mãi, vô cùng khó khăn khốc liệt. Có câu thơ gồm 2 vế tiểu đối: bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ Tây Tiến được đo bằng ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, núi tiếp núi, đèo nối đèo, hết lên cao lại xuống thấp, đoàn quân đi trong mù sương, trong màn mưa rừng. Dường như câu thơ có sự chuyển động, càng để ra hai phía là núi cao chất ngất lưng trời, ngực sâu thăm thẳm khôn cùng, để lại khoảng trống về một Tây Bắc dữ dội, huyền bí như một ẩn số đối với con người. Từ những đỉnh cao ngàn thước, các chiến binh dõi tầm mắt nhìn xa, những bản mường, những nhà sàn thấp thoáng ẩn hiện. Câu thơ thất ngôn, toàn thanh bằng, gợi tả cảm xúc tươi vui, lâng lâng thanh thản, dâng lên trong tâm hồn người lính trẻ, rất lạc quan yêu đời, khi dõi nhìn về xa, qua màn mưa rừng. Nhà ai pha luông mưa xa khơi. Cảnh vật bỗng trở nên nửa thực nửa ảo, chập chờn như trong cõi mây, chất lãng mạn như phủ kín cảnh vật. Đó là sản phẩm của một họa sĩ ẩn trong tâm hồn một thi sĩ. Súng người trời là một cách cảm nhận rất ngộ nghĩnh, mang đậm chất lính. Một chút tếu táo của người lính giữa chốn đèo cao càng làm cho họ trở nên đẹp đẽ hơn, như minh chứng cho cái ý chí, sức mạnh phi thường và khao khát chinh phục. Sự trắc trở hiểm nguy của thiên nhiên còn được diễn tả một cách gân guốc: chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Cảnh hiểm trở treo leo nhưng đâu có tĩnh lặng thanh bình. Với những từ oai linh gầm thét, thác nước như một sức mạnh thiêng liêng đầy quyền uy, đầy đe dọa, và những con hổ đi lang thang hoành hành ngang dọc coi mình là chúa tể của núi rừng, làm cho cảnh rừng núi thêm rùng rợn ghê sợ. Chiều chiều rồi đêm đêm, thiên nhiên dữ dội gầm thét, và những hiểm nguy
luôn rình rập như thể trêu người. Thiên nhiên hùng vĩ mà kỳ tráng, con nét bút của Quang Dũng đã trở nên khắc nghiệt, khó khăn và đầy những hiểm nguy. Và vì chiến tranh, vì rừng thiêng nước độc cho nên rất nhiều chiến sĩ, rất nhiều đồng đội đã phải bỏ mình nơi đó, bỏ lại tuổi trẻ và những ước mơ dở dang. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục bên súng mũ bỏ quên đời. Bỏ quên đời chỉ là cách nói nhằm giảm nhẹ sự mất mát, tang thương khi người lính lìa trần. Nhưng hình ảnh sử dụng rất đắt là hình ảnh gục lên súng mũ. Ta chợt nhớ đến dáng đứng của anh giải phóng quân về sau trong thơ Lê Anh Xuân. Anh ngã xuống trong khi đang đứng bắn, máu anh tuôn theo lửa đạn cầu vồng. Dáng đứng của anh giải phóng quân mãi mãi đi vào lòng người dân trong kháng chiến chống Mỹ, thì dáng ngã xuống, gục xuống của anh lính Cụ Hồ hẳn sẽ không phai mờ trong tâm hồn của Quang Dũng, của đoàn quân Tây Tiến và của những người tham gia kháng chiến. Gục lên súng mũ cũng là cách nói nhẹ và cũng là cách nói của những người thanh niên trí thức lúc bấy giờ. Người lính ra đi nhưng đồng đội của anh lại tiếp bước. Đang nói đến cái rùng rợn bí hiểm của rừng già, nhà thơ bỗng nhớ lại một kỷ niệm ấm áp tình quân dân. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Trong gian khổ thiếu thốn, người ta càng nâng niu càng quý trọng nghĩa tình. Hình ảnh những nổi cơm lên khói, những mùa màng thơm nếp xôi và đặc biệt là em biểu tượng cho người dân Tây Bắc hiện về trong cảm xúc nhà thơ, vừa tự nhiên vừa tinh tế. Sự xuất hiện của những hình ảnh này khiến cho đoạn kết của khổ thơ có sức bay bổng. Đoạn thơ ấm lại trong tình quân dân mặn nồng. Hai câu cuối gieo vào tâm hồn độc giả một cảm xúc ấm nóng. Cái ấm nóng của tình người, đây chính là chất lãng mạn bay bổng của đoạn thơ và nó như một nét vẽ tươi sáng của bức tranh. Đoạn thơ là sự phối kết hợp hài hòa giữa bút pháp hiện thực và lãng mạn. Cả đoạn thơ như một bức tranh thủy mặc cổ điển được phác thảo theo lối tạo hình phương Đông. Quang Dũng là một họa sĩ, ông có tài chấm phá trong việc phác thảo cảnh vật. Quang Dũng đã xây dựng một đài kỷ niệm trong thơ cho thiên nhiên Tây Bắc và người lính Tây Tiến. Ở đoạn 2, thiên nhiên và con người Tây Bắc lại được mở ra với một vẻ đẹp mới khác với đoạn đầu. Anh hùng trong chiến đấu, nhưng người lính Tây Tiến cũng say mê lãng mạn trong đêm hội. Danh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên chăn xây hồn thơ. Đây là kỷ niệm đẹp về tình dân quân trong đêm liên hoan và cảnh sông nước miền Tây thơ mộng. Chữ bừng là một nét vẽ có thần. Bừng là sáng bừng lên, cháy rực lên từ những ngọn đuốc trong đêm hội đuốc hoa. Hội đuốc hoa là cảnh thực. Đêm liên hoan văn nghệ diễn ra dưới những cánh rừng. Người đến dự đều cầm trên tay ngọn đuốc, gió thổi làm những ngọn đuốc lung linh phát ra những tia lửa. Cảnh tượng này trong đêm quả thật nhìn như hoa đuốc. Cảm nhận của Quang Dũng vừa tinh tế vừa lãng mạn. Câu thơ gợi sức liên tưởng, tưởng tượng cho người đọc. Trên cái nền không gian ấy, em xuất hiện. Kìa em xiêm áo tự bao giờ. Kìa em là lời chào đón đầy ngạc nhiên, sung sướng đến ngỡ ngàng. Lời chào đón mang tính phát hiện. Em lạ mà quen, quen mà lạ. Quang Dũng phát hiện ra vẻ đẹp rực rỡ của cô gái bằng cả niềm yêu, niềm say đến cảm phục. Chính trang phục truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa của các thiếu nữ Tây Bắc càng tôn vinh lên cho vẻ đẹp của họ. Em trở thành hạt nhân của bức tranh với vẻ đẹp xứ lạ phương xa. Câu thơ thứ ba xuất hiện, lập tức khổ thơ như tràn đầy âm nhạc. Khèn lên man điệu nàng e ấp. Từ man điệu mà Quang Dũng sử dụng ở đây cũng rất tài hoa. Người đọc như đang được chứng kiến những vũ khúc hoang sơ của văn hóa Âu Lạc. Vũ khúc ấy hòa với vũ điệu của em duyên dáng e ấp tình tứ. Chính trong không khí của âm nhạc, vũ điệu ấy đã chắp cánh cho tâm hồn những người lính Tây Tiến thực sự ngất ngây trước người và cảnh. Tây Bắc mênh mang, huyền ảo hiện lên trong bốn câu thơ tiếp. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Một không gian bảng làng khói sương như trong cõi mộng cứ thế hiện ra. Cái thực của khí trời Tây Bắc, cái mộng của không khí bảng làng sương khói hiện lên như một miền cổ tích. Ta nhớ rằng Quang Dũng là một họa sĩ,
bởi vậy đoạn thơ đậm màu sắc hội họa. Nét bút phác thảo của Quang Dũng thật là tài hoa, chỉ một vài nét chấm phá, vậy mà cái hồn của cảnh vật và con người hiện lên thật sinh động, đầy sức cuốn hút. Cách sử dụng từ ngữ hồn lao, dáng người, hoa đong đưa có sự cộng hưởng hô ứng với nhau. Sao lại là hồn lao mà không phải là bờ lao? Bởi bờ lao thì sẽ rất cụ thể, mà ở đây là cảm nhận. Cách đặt câu hỏi thật đặc sắc, có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, hình ảnh khỏe khoắn trẻ trung và đầy sức sống. Hoa đong đưa gợi lên sự đa tình, như để làm nũng, như là đang hấp dẫn những người trên đồi độc mộc. Vẻ đẹp tinh tế tài hoa trong cách diễn đạt của tác giả. Cảnh vật như thiêng liêng, tưởng như đang lạc vào thế giới cõi mây. Ai nói rằng Tây Bắc là xứ rừng thiêng nước độc? Xin hãy một lần để cho tâm hồn mình lắng lại, để chất thơ Tây Bắc ngấm vào hồn. Đoạn thơ bộc lộ chất tài hoa, chất lãng mạn của Quang Dũng đến tuyệt vời. Cảm ơn nhà thơ đã cho ta một chuyến hành trình về với Tây Bắc thơ mộng, để khám phá Tây Bắc và yêu Tây Bắc. Quang Dũng đã dựng bức tượng đài về người lính vô danh trong khổ thơ thứ 3 của bài thơ Tây Tiến. Ta có thể xem khổ thơ thứ 3 này là những nét bút cuối cùng hoàn thiện bức tượng đài về chân dung người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa. Chân dung người lính hiện lên ở khổ thơ thứ 3 có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa vẻ đẹp tâm hồn, lý tưởng chiến đấu và phẩm chất hy sinh anh dũng. Có thể nói cả bài thơ là một tượng đài đầy màu sắc bi tráng về một đoàn quân trên một nền cảnh khác thường. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Làn da xanh, mái tóc không mọc do bệnh sốt rét rừng, số người chết vì sốt rét nhiều hơn chết vì chiến trận, do điều kiện thiếu thốn khó khăn, thiếu nước. Chiến tranh đi liền với nước mắt và đau thương, cũng như bao nhiêu người chiến sĩ khác, người lính Tây Tiến phải chịu bao nhiêu khó khăn. Tuy vậy, họ vẫn hiên ngang, ngang tàn, bi nhưng không lụy. Họ luôn ở tư thế chủ động sẵn sàng, là không mọc tóc, chứ không phải là rụng tóc. Khẩu khí coi thường gian khổ, họ ốm nhưng không yếu. Mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Đây là đặc trưng riêng, là mộng và mơ của những chàng lính Hà Nội. Ý chí quyết tâm, mắt chừng, giết giặc lập công, mơ giấc mơ thắng trận trở về gặp những dáng kiều thơm, những bóng dáng duyên sinh. Hẳn họ không phải là những người lính khô khan, cứng rắn mà còn rất lãng mạn. Giải rác biên cương mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Chính tinh thần lãng mạn đã là một điểm tựa giúp nhà thơ nói lên một vấn đề mà nhiều người lúc đó né tránh. Đã là chiến tranh thì phải có mất mát, hy sinh. Vấn đề là không rơi vào bi quan, là nhìn ra từ sự mất mát, tầm vóc cao đẹp của sự hy sinh. Nhà thơ đã dùng những câu thơ sóng đôi, câu sau cắt nghĩa, lý giải cho câu trước. Những nấm mồ là có thật, tinh thần tự nguyện xả thân cho Tổ quốc cũng là có thật. Đó là hào khí của một thời đại, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Cái chết nơi chiến trường thật đơn sơ giản dị. Anh nằm xuống không có cả màn chiếu bọc thây. Anh về lại đất mẹ như cái chết của anh đã được dòng sông Mã oai hùng cúi chào vĩnh biệt bằng những tiếng gầm đau đớn uất hận. Tiếng gầm của dòng sông Mã ấy sẽ còn mãi mãi đến muôn đời. Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa chẳng về xuôi. Bài thơ khép lại bằng bốn câu thơ như lời thề gắn bó với Tây Tiến. Tinh thần thắm đượm tư tưởng và tình cảm của người lính Tây Tiến, tinh thần sẵn sàng hy sinh cống hiến. Tình cảm gắn bó máu thịt của tác giả đối với binh đoàn Tây Tiến. Đại từ phiếm chỉ ai, có thể là Quang Dũng, có thể là thành viên của binh đoàn Tây Tiến, hoặc là bất cứ ai đã từng gắn bó với Tây Tiến, với mảnh đất Tây Bắc. Từ sự kết hợp một cách hài hòa giữa cái nhìn hiện thực với cảm hứng lãng mạn, Quang Dũng đã dựng lên bức chân dung, một bức tượng đài người lính cách mạng vừa chân thực vừa có sức khái quát, tiêu biểu cho vẻ đẹp sức mạnh dân tộc ta trong thời đại mới, thời đại cả dân tộc đứng lên làm cuộc kháng chiến vệ quốc thần kỳ chống thực dân Pháp.
đó là bức tượng đài được kết tinh từ âm hưởng bi tráng của cuộc kháng chiến ấy. Đó là bức tượng đài được khắc tạc bằng cả tình yêu của Quang Dũng đối với những người đồng đội, đối với đất nước của mình. Tây Tiến là một tượng đài thi ca có nhiều thế hệ, nhưng trên hết và trước hết, Tây Tiến là lịch sử. Lịch sử của một đoàn quân, lịch sử của một cuộc chiến tranh, lịch sử của một dân tộc và lịch sử của một con người, một nhà thơ. Tây Tiến trở thành lịch sử của tâm hồn, của văn hóa, của tinh thần một giống nòi. Nó đã biến đoàn quân thành bất tử. Hết bài 4. Sau đây là đề bài 5. Phân tích hình tượng người lính Tây Tiến trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Bài thơ Tây Tiến ra đời vào năm 1948, khi mà cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn cam go và ác liệt nhất. Nhà thơ Quang Dũng, bằng tài năng và trái tim thương nhớ đồng đội cũ, đã khắc họa nên những nét chân thực nhất về hình ảnh người lính Tây Tiến trong cuộc kháng chiến chống Pháp với hình tượng bi tráng hào hùng. Binh đoàn Tây Tiến được thành lập vào năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào bảo vệ biên giới Việt-Lào, đánh địch trên tuyến đường rừng núi Tây Bắc, từ các tỉnh từ Lai Châu đến Thanh Hóa. Cuộc sống chiến đấu của những người lính Tây Tiến vô cùng khổ cực, thiếu thốn. Phần lớn vì vùng núi hiểm trở, trốn rừng thiêng nước độc, sốt rét hoành hành, thiếu thuốc men. Những người lính Tây Tiến hy sinh nhiều vì bệnh tật còn nhiều hơn hy sinh trên chiến trường. Những người lính Tây Tiến hầu hết là những thanh niên trí thức Hà Thành, phần đông là các sinh viên học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mặc dù phải chiến đấu trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, song họ vẫn hiện lên với hình tượng lãng mạn, song rất đỗi hào hùng, bi tráng. Hình tượng người lính Tây Tiến đã được nhà thơ Quang Dũng khắc họa bằng những hình ảnh chi tiết, vừa tả thực lại vừa lãng mạn. Mạch cảm xúc bài thơ là nhớ thương, nên mở đầu bài thơ nhà thơ Quang Dũng đã viết: "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi." Hình ảnh sông Mã anh hùng là hình ảnh đầu tiên mà nhà thơ nhớ đến. Chắc có lẽ sông Mã là một người bạn đồng hành lâu dài cùng các chiến sĩ trên các chặng đường hành quân chiến đấu. Câu thơ giống như một tiếng gọi tha thiết ám ảnh, khoảng cách địa lý xa xôi vời vợi mà nỗi nhớ luôn thường trực ám ảnh. Câu thơ thứ hai đã sử dụng tới hai chữ nhớ, ngắt nhịp 4-3, đã diễn tả tinh tế những thổn thức, mong mỏi, khát khao của tác giả. Cụm từ nhớ chơi vơi, nỗi nhớ như lan tỏa trong cả không gian và thời gian, thấm vào nỗi lòng, tạo cảm giác như trống vắng, ám ảnh khôn xiết về một thời hào hùng đã qua. Câu thơ gieo vần ơi tạo nên sự dịu dàng nhớ thương sâu sắc. Sải khao xương lớp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Ta có thể thấy sải khao mường lát là những địa danh của các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi mà binh đoàn Tây Tiến đã từng hành quân qua. Chất lãng mạn và chất hiện thực ở câu thơ này được hòa quyện vào nhau. Viết về đoàn quân mỏi sau cuộc hành quân dài, nhưng khí chất vẫn rất lãng mạn khi sương lấp, hoa về, đêm hơi. Bức tranh thiên nhiên vùng núi Tây Bắc được nhà thơ Quang Dũng khắc họa bằng hình ảnh rất lãng mạn thông qua cái nhìn của những người lính Tây Tiến giữa trùng trùng điệp điệp của núi non dựng vách hiểm trở. Thế mà qua cái nhìn của người lính, khung cảnh ấy lại rất đỗi hay ho và vui nhộn như thế này: dốc lên khúc khửu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng người trời. Hai câu thơ mang hình tượng khái quát cao, diễn tả sinh động về những gian khổ của người lính. Các từ lấy khúc khửu thăm thẳm gợi lên không gian được mở ra nhiều chiều, một không gian thiên nhiên hùng vĩ nhưng nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng. Từ heo hút được dùng rất đặc sắc, vừa gợi ra độ sâu khi nhìn xuống mà khi nhìn lên lại cảm thấy hoang vắng lạnh lẽo. Địa hình chiến đấu của những người lính Tây Tiến mặc dù quả thực đầy gian khó và hiểm nguy. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường nghịch cọp trêu người. Chắc có lẽ đây là những câu thơ miêu tả chân thực nhất về những khó khăn gian khổ của những người lính Tây Tiến nói riêng và những người lính trong thời kháng chiến chống Pháp nói chung lúc bấy giờ. Hình ảnh cọp trêu người và oai linh thác gầm thét là những dẫn chứng thật nhất sự ám ảnh dữ tợn của muông thú của thiên nhiên. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Từ lấy dãi dầu miêu tả sự nhọc nhằn vất vả của người lính. Cuộc hành quân trở như trùng lại, chậm lại một chút.
qua chữ bỏ quên đời, ta thấy được hình tượng khí phách được ngời sáng từ chính sự thật đau lòng nhất. Các anh đã hy sinh trong quá trình hành quân. Dù là sự mệt mỏi hy sinh như thế nào, họ vẫn coi đó là sự nhẹ nhàng, thanh thản. Sau cuộc chiến đấu hành quân gian khổ, hiểm nguy đối đầu anh dũng với lũ giặc, những người lính Tây Tiến lại trở về nghỉ ngơi với những buổi liên hoan văn nghệ đặc sắc. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo từ bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên chăn xây hồn thơ. Sau những cuộc chiến đấu vất vả với súng đạn bom lửa, những đau thương mất mát vì bệnh tật, cái chết ập đến bất cứ lúc nào khi bỏ lại tất cả, hình tượng người lính Tây Tiến lúc này thật gần gũi. Buổi liên hoan bùng cháy lên sự vui tươi phấn khởi. Hội trại bùng lên với khúc hát vui tươi, sự giao lưu giữa những người lính và những người dân địa phương. Từ bừng được dùng rất hay, thể hiện sự náo nức. Đêm hội ấy, ta làm sao mà quên được hình ảnh người con gái trong buổi liên hoan, trong bộ xiêm y vô cùng xinh đẹp trang trọng. Cảm xúc người chiến sĩ như ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lung linh của đêm hội, rồi lại thả hồn vào điệu múa, tiếng nhạc khèn của đêm hội. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Hương vị xôi nếp đầu mùa tha thiết là một kỷ niệm khó quên trong lòng người lính Tây Tiến. Câu thơ được gieo thanh bằng tạo ra một cảm xúc bâng khuâng, nhung nhớ đến khó tả. Tiếp theo mạch cảm xúc nhớ thương, nhà thơ Quang Dũng đã viết: ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Miêu tả rừng núi Tây Bắc, nhà thơ đã gợi tả ra độ cao chắc trở thông qua từ ngàn thước, cảm giác trông chênh một tấc như chạm tay đến trời. Câu thơ thứ hai giống như miêu tả sự tưởng tượng của những người chiến sĩ sau một buổi hành quân mệt mỏi. Đứng trên cao, họ nhìn xa xa, thấy sương mù ẩn hiện, là thấp thoáng ngôi nhà của những người dân. Người chiến sĩ như hóa thân thành người nghệ sĩ, thả hồn vào điệu nhạc thiên nhiên và của chính tâm hồn mình. Cảm giác phiêu lãng nhẹ nhàng sau chuyến đi hành quân vất vả. Đang trong mạch cảm xúc nhẹ nhàng, phiêu lãng, nhà thơ Quang Dũng đột ngột rẽ sang giọng điệu trầm lắng, bâng khuâng, hoài niệm. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có thấy dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Kỷ niệm gợi nhớ của nhà thơ bắt đầu từ khung cảnh chiều sương ấy. Buổi chiều luôn gợi ra cho lòng người đọc nỗi buồn. Nỗi buồn ấy có khi là nỗi nhớ nhà, nhớ người thương, hoặc có thể là sự vu vơ trước một ngày tàn. Nhưng với nhà thơ, đó là sự trống trải luyến tiếc về hình ảnh không rõ sự xác định là ai. Theo ý thơ thì đó là hồn lau, dáng người. Người đọc cảm nhận được một không gian vắng lặng, đượm buồn mênh mang. Các từ như có thấy, có nhớ giống như một lời gợi nhớ, gợi nhắc tha thiết ân tình. Hình ảnh đối lập nước lũ và hoa đong đưa, một bên là sự dữ dội, một bên là sự nhẹ nhàng. Nhà thơ đã sử dụng bút pháp lãng mạn cộng với miêu tả để gợi hoài niệm nỗi nhớ về hình ảnh thiên nhiên Mộc Châu. Để khắc họa hình tượng chân dung người lính, nhà thơ đã sử dụng bút pháp lãng mạn để tô đậm cái hiện thực bi thương mà rất đỗi phi thường của người lính Tây Tiến, tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Đoàn binh không mọc tóc, có lẽ đây là sự thật trần trụi nhất mà nhà thơ Quang Dũng đã từng viết. Các chiến sĩ Tây Tiến, họ bị rụng tóc, da rẻ xanh xao vì căn bệnh sốt rét rừng hoành hành. Ốm đau, bệnh tật là vậy, nhưng khí thế họ vẫn mang nét giữ oai hùng, tạo nên âm hưởng hoành tráng, khí thế sẵn sàng của người lính kháng chiến chống Pháp lúc bấy giờ. Mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Khí thế hùng dũng là vậy, tâm hồn những người lính Tây Tiến thật mộng mơ. Nếu như ban ngày họ phải chiến đấu hết mình, mắt chừng là cái nhìn thẳng, sâu xa, thể hiện cái nhìn của ý chí, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Ban đêm khi cuộc chiến đã kết thúc, thì tâm hồn người lính lại mộng nhớ về Hà Nội, nơi có những người mà họ yêu thương nhất. Thêm một lần nữa, nhà thơ lại viết về sự hy sinh, nhưng lần này cái chết được viết nên anh hùng cao cả hơn. Rải rác biên cương mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Viết về đau thương của cái chết, nhưng không hề bi lụy ai oán,
mà ngược lại đầy dũng khí hùng tráng. Giọng thơ hùng tráng song mang đậm nét buồn của sự hy sinh trên con đường hành quân ấy. Lòng họ không thể không cảm thấy xót thương trước những nấm mồ viễn xứ của những người chết trong chiến trận. Họ ra đi vì tổ quốc nên không hề hối tiếc, kể cả đó là thời xuân xanh. Tác giả mượn khéo hình ảnh áo bào để gợi tả sự ra đi của người lính. Nó gắn liền với sự trang trọng thiêng liêng, giảm bớt nỗi buồn bi lụy. Sông Mã, một chứng nhân lịch sử, đã tấu lên khúc độc hành, khúc ca tiễn các anh về với đất mẹ. Động từ gầm là một biện pháp nhân hóa, nỗi nhớ thương của lòng người như vang vọng đau đáu trong lòng những người ở lại. Tây tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Ai lên Tây tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa chẳng về xuôi. Câu thơ đã trở về với mạch cảm xúc chung của bài thơ, cảm xúc thương nhớ nhưng vẫn mang âm hưởng bi tráng, nói về ly biệt nhưng vẫn hùng tráng mãnh liệt, mong mỏi một ngày được gặp lại, nỗi nhớ như tràn ngập cả không gian và thời gian, lời thơ như nhắn nhủ ước hẹn tha thiết ân tình. Câu thơ cuối như lời hứa quyết tâm, nỗi nhớ về đoàn binh đã in sâu trong ký ức. Tây tiến trở thành một kỷ niệm xương máu trong cuộc đời nhà thơ Quang Dũng. Qua bài thơ Tây tiến, nhà thơ Quang Dũng đã khắc họa nên bức chân dung hình tượng bi tráng của người lính Tây tiến trong cuộc cách mạng vệ quốc, vừa chân thực vừa lãng mạn, tiêu biểu cho sức mạnh dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Hết bài 5. Sau đây là đề bài 6, phân tích bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Tây tiến của Quang Dũng. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn, theo chế Lan Viên. Trong cuộc đời mỗi người đã từng gắn bó với nhiều mảnh đất, mỗi mảnh đất ta qua đều trở thành những kỷ niệm, những dấu ấn khó quên. Nhà thơ Quang Dũng cũng đã từng trải qua cảm xúc ấy. Thiên nhiên miền Tây Bắc đã để lại cho nhà thơ những cảm xúc riêng, để rồi bức tranh ấy đã được tạc lại đầy hào hùng và thơ mộng trong bài thơ Tây Tiến. Tây Tiến được nhà thơ sáng tác cuối năm 1948 tại làng Phù Lưu Chanh khi Quang Dũng rời Tây Tiến đi làm nhiệm vụ khác. Cả bài thơ là một nỗi nhớ dài của những kỷ niệm, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Trong nỗi nhớ chơi vơi ấy, người đọc được khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên Tây Bắc. Nếu ai đến với Tây Bắc sẽ không thể nào quên vẻ hùng vĩ và dữ dội của núi rừng nơi đây. Vẻ đẹp ấy được nhà thơ Quang Dũng dựng lại trong những hình ảnh thơ đầy độc đáo. Trước hết là thế hun hút của thế đèo cao dốc ngược. Dốc lên khúc khửu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng người trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống. Với cách sử dụng điệp từ dốc cùng nhịp 4-3 và các từ lấy khúc khửu thăm thẳm, Quang Dũng như đang đưa từng nét vẽ rắn giỏi và chắc khỏe về hình ảnh của những con dốc tiếp nối nhau đầy gập ghềnh hiểm trở và ẩn chứa nhiều bất chắc. Cùng với dốc là những ngàn thước lên cao ngàn thước xuống. Câu thơ được tạo thành từ hai vế tiểu đối, hình tượng thơ cân xứng hài hòa, cảnh tượng núi rừng được đặc tả, một bên thì cao chót vót, một bên xuống sâu thăm thẳm. Không gian thơ được mở ra ở nhiều chiều, chiều cao đến chiều sâu hút của những dốc núi, chiều sâu của vực thẳm, bề rộng của những thung lũng. Ba dòng thơ giàu tính tạo hình, nhiều thanh chắc đã gợi mở bao hùng vĩ dữ dội của thiên nhiên nơi đây. Hiểm nguy của núi rừng còn được đẩy cao qua hình ảnh. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Núi rừng Tây Bắc hiện lên với bao âm u hoang dã, với thời gian buổi chiều về đêm càng nhấn mạnh vẻ hoang sơ của chốn sơn lâm bóng cả cây già. Những từ ngữ và hình ảnh nhân hóa từ lấy được nhà thơ sử dụng để tô đậm ấn tượng về một vùng núi hoang vu dữ dội. Cảm tưởng như người đọc có thể nghe được từng bước chân, từng tiếng gầm gừ của chúa sơn lâm, mối đe dọa với những người chiến sĩ. Không chỉ vậy, cái dữ dội hùng vĩ của thiên nhiên Tây Bắc còn được cụ thể qua hình ảnh của con sông Mã. Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Nội lực của câu thơ dồn vào động từ gầm. Chỉ một chữ ấy thôi cũng đủ thấy cái bi tráng hùng vĩ của con sông đang gầm gào dữ dội, ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Thiên nhiên Tây Bắc đã làm nên cảnh nổi bật về hào hùng bi tráng của những người lính trên đường hành quân, phải trải qua biết bao hiểm nguy thử thách đến từ thiên nhiên. Bức tranh thiên nhiên Tây Bắc không chỉ mang vẻ đẹp hùng vĩ dữ dội
mà còn thơ mộng trữ tình với những đường nét mềm mại. Mường lát hoa về trong đêm hơi, không phải hoa nở mà là hoa về, không phải đêm khuya mà là đêm hơi. Bằng cách sử dụng những thanh bằng, câu thơ không tả mà chỉ thiên về gợi qua những đường nét ấn tượng đã ghi lại những nét riêng của cảnh trí nơi này, vừa mộng mơ ảo huyền, vừa thực vừa hư, như sương như khói. Bao phủ lên thiên nhiên Tây Bắc không chỉ có cái huyền ảo của đêm mà còn có cái êm dịu tươi mát của mưa rừng Tây Bắc. Nhà ai pha luông mưa xa khơi. Đối lập với những câu thơ miêu tả sự hùng vĩ dữ dội, ở đây vẻ đẹp của thiên nhiên đã được nâng đỡ bằng đôi cánh lãng mạn. Câu thơ được dệt bằng đa phần thanh bằng, gợi mở những hình ảnh nếp nhà ẩn hiện trong màn mưa nơi thung lũng pha luông. Không gian được đẩy xa, cái nhìn trở nên mờ ảo sương khói. Có mưa nhưng không lạnh lẽo hoang vắng mà toát lên cái bình yên thơ mộng, làm nên vẻ đẹp thơ mộng trữ tình cho bức tranh thiên nhiên Tây Bắc. Còn phải kể đến một chiều sương trên sông nước Châu Mộc. Người đi Châu Mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Núi cao không còn trước mắt mà chỉ là một chiều sương với hồn lau bến lách, dáng người trên con thuyền độc mộc, dáng hoa đong đưa. Ba chữ chiều sương ấy với đại từ phiếm chỉ không xác định gói trọn cả không gian thời gian. Âm điệu câu thơ như trùng xuống chậm lại được kéo giãn ra, cảnh thơ trở nên hữu tình với những ý thơ hồn lau hoa đong đưa. Hoa ở đây có thể là hình ảnh thực của xứ Tây Bắc ngàn hoa, cũng có thể là hình ảnh ẩn dụ cho người con gái đang soi mình dưới dòng nước lũ. Hồn lau và hồn hoa hài hòa với tâm hồn người lính làm nên hồn thơ rất riêng. Một chất thơ, chất nhạc bàng bạc trong hình ảnh thơ. Những câu thơ trở nên thật đẹp vì nó được vẽ nên bởi tâm hồn nhạy cảm, tinh tế của những chàng trai Hà Nội trước mảnh đất xứ lạ. Qua đó, vẻ đẹp hào hoa lãng mạn của người lính Tây Tiến được gián tiếp thể hiện một cách đầy thi vị. Thiên nhiên trong cái nhìn của người chiến sĩ Tây Tiến giống như một tác phẩm hội họa tuyệt vời. Những nét vẽ táo bạo khỏe khoắn, ngôn ngữ gân guốc ở đoạn đầu khi phác họa núi cao rừng thẳm dữ dội, kết hợp với những nét vẽ thật nhẹ nhàng, ngôn ngữ mềm mại, nhịp thơ êm ả thơ mộng khi tả cảnh sông nước miền Tây. Và trên hết, thiên nhiên Tây Bắc chính là phông nền để người lính Tây Tiến hiện lên như những người anh hùng phi thường qua sử thi thời chống Pháp. Đó chính là cái tài hoa của ngòi bút Quang Dũng. Hết bài 6. Sau đây là đề bài 7. Phân tích cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Quang Dũng là nhà thơ tài hoa với cái tôi lãng mạn, trữ tình, bay bổng. Thơ ông luôn đậm chất trữ tình, đậm tình người, gieo vào lòng người nhiều dư vị riêng. Bài thơ Tây Tiến rút trong tập Mây Đầu Ô là bản anh hùng ca bi tráng và lãng mạn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Cảm hứng lãng mạn thể hiện ở cái tôi đầy tình cảm, cảm xúc của nhà thơ. Nó phát huy cao độ trí tưởng tượng, những thủ pháp đối lập để tô đậm cái phi thường, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ về cái hùng vĩ và cái tuyệt mỹ. Đó là cái tài hoa của Quang Dũng. Có thể nói đây là dòng cảm hứng xuyên suốt bài thơ, đọng lại trong lòng người nghe những thanh vang về nét đẹp con người, thiên nhiên Tây Bắc. Thiên nhiên nơi đây hiện lên thật nên thơ trữ tình. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Sải khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Là tiếng nói, là tiếng lòng, là nỗi nhớ chơi vơi của tác giả trong lòng cứ canh cánh tình yêu đối với mảnh đất này. Một chữ ơi nặng tựa nghìn non, một chữ ơi khiến cho câu thơ trùng xuống. Hình ảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ của núi rừng Tây Bắc lần lượt hiện về qua từng câu chữ. Dường như thiên nhiên đất trời đã hòa quyện trong nỗi nhớ da diết của tác giả, một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên. Từ cảm hứng lãng mạn chủ đạo đó, Quang Dũng đã vẽ nên một bức tranh hùng tráng của mảnh đất này. Dốc lên khu khử dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng người trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Chỉ bằng vài nét bút nhưng Quang Dũng đã đủ sức vẽ nên một bức tranh hùng tráng đầy hiểm trở khúc khửu của núi rừng Tây Bắc. Tác giả đã đặt hai từ lấy khúc khửu và thăm thẳm ở cạnh nhau,
như một dụng ý nghệ thuật nhằm tôn lên vẻ đẹp hùng tráng không nơi nào có được của Tây Bắc. Đặc biệt, hình ảnh súng ngửi trời rất có sức nặng trong đoạn thơ. Nó khiến người đọc liên tưởng đến bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu với hình ảnh đầu súng trăng treo. Thực ra, hình ảnh súng ngửi trời vừa mang ý nghĩa lãng mạn, vừa gợi lên chiều cao, sự hùng vĩ của thiên nhiên. Một sự kết hợp rất hoàn hảo. Trong không khí chiến tranh đang diễn ra ác liệt như vậy, nhưng dường như tinh thần lãng mạn đối với những người lính vẫn luôn tràn đầy. Hình ảnh trùng điệp tuyệt đẹp của dòng thác chảy mạnh nơi sườn núi khiến người đọc như lạc vào một thế giới khác. Câu thơ như bị bẻ đôi thành hai mảnh. Câu thơ cuối đoạn lắng lại trong lòng người đọc một chút bình yên lãng mạn, dịu êm nhất. Sự mệt mỏi của người lính tiêu tan đi khi nhìn thấy màn mưa trắng xóa ở nơi xa. Sự hùng hồn, bi tráng trong thơ Quang Dũng còn được thể hiện ở nhiều tầng lớp khác nữa. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Hai từ lấy chỉ thời gian, chiều chiều và đêm đêm đã gợi mở ra một không gian vừa có chiều dài, vừa có chiều sâu với thanh âm dữ tợn nơi rừng núi. Và bỗng nhiên ở hai câu thơ tiếp, giọng thơ bỗng nhiên đột ngột chuyển đổi với cuộc sống bình dị ấm êm nơi xứ người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Thật trữ tình và nên thơ, một bức tranh về cuộc sống sinh hoạt của người dân vùng cao tuyệt đẹp. Đến đoạn thơ thứ hai, dường như khung cảnh hùng tráng đã dần nhường chỗ cho không gian tráng lệ tuyệt đẹp nơi đây. Đêm trại bừng lên hội đước hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ. Không gian nơi đây bỗng nhiên sáng hẳn lên với từ bừng, như lan tỏa sự dịu mát và ngọt lành. Cuộc sống bộn bề nhưng cái tâm cái tình của người dân nơi đây dành cho người lính thật chân thật mộc mạc. Ngòi bút tài hoa của Quang Dũng đã phác họa thành công bức tranh hùng tráng, lãng mạn, trữ tình của mảnh đất Tây Tiến. Chặng đường chiến đấu của người lính còn rất gian nan, nhưng trong trái tim họ vẫn luôn giữ được sự lạc quan, tin tưởng và yêu đời. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Chỉ với 4 câu thơ thôi, nhưng đã lột tả được rất nhiều điều về tinh thần, lòng dũng cảm, lòng tên yêu và hơn hết là tinh thần quyết tâm cống hiến cho đất nước. Dù gian khổ nhưng bên trong những chàng trai Hà Thành này vẫn luôn tràn đầy mộng mơ, trữ tình. Chiến tranh luôn gắn liền với chết chóc, nhưng trong thơ của Quang Dũng không hề bi lụy, không hề có nước mắt. Đó chính là tinh thần đáng quý của anh bộ đội Cụ Hồ. Thật vậy, chạy dọc theo bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, người đọc nhận ra cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng dường như là điểm sáng cho cả bài thơ. Một bài thơ đẹp, một bài thơ hay, đủ sức nặng neo giữ vào lòng người. Hết bài 7. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.